Vợ chồng Khởi My Kevin Khánh giản dị kỷ niệm một năm ngày cưới. Cả hai đã có một năm làm vợ chồng son hạnh phúc bên nhau và mọi người vẫn đang đợi tin vui từ cặp đôi này. Mới đây trên trang cá nhân, Khởi My vừa đăng tải hình ảnh thời quá khứ của mình và ông xã Kevin Khánh. Đi kèm đó, cô còn chia sẻ đôi lời nhân dịp một năm ngày cưới. Cụ thể cô tâm sự: "Phải tìm cái này nó xưa thiệt xưa mới lạ. Ngày này ai cũng nhớ, chỉ có hai đứa quỷ này là không nhớ nổi. Sao mới giống có hai tháng vậy hén? Ôi người anh em sáu vú, à không sáu múi, thay mặt gia đình xin được cảm ơn cả nhà." Thay vì những lời ngọt ngào hứa hẹn về một hạnh phúc, thì Khởi My lại tiếp tục có những từ ngữ nhằm trêu ghẹo dìm hàng ông xã. Có lẽ khung ảnh này đã được chụp từ lúc cả hai đang trong thời gian hẹn hò. Ngoài ra, thay vì dành thời gian hẹn hò riêng và tạo những điều bất ngờ cho nhau, thì vợ chồng Kevin Khánh Khởi My lại chọn việc tụ họp với bạn bè để ăn uống thân mật. Trên trang Instagram của nam ca sĩ Thanh Duy Idol chia sẻ, kỷ niệm một năm ngày cưới cùng sinh nhật muộn đại nhân và sinh nhật sắp tới của Thanh Duy làm ké. Những gương mặt này là một trong những hội bạn thân lâu năm của showbiz Việt và Khởi My cũng chỉ vừa đáp chuyến bay về Việt Nam cách đây một ngày trước để tham dự ngày đặc biệt này. Thời gian vừa qua cô đã đưa má năm đi du lịch nước ngoài. Sau một thời gian hẹn hò, Khởi My Kevin Khánh chính thức là vợ chồng với nhau vào ngày 23 tháng 11, 2017. Thời điểm ấy, hình ảnh và thông tin về lễ cưới của họ được xuất hiện trên khắp các diễn đàn và gây sự chú ý từ dư luận. Bởi lẽ họ là những người nghệ sĩ khá bình dân, gây được thiện cảm lớn với khán giả ở khắp các tỉnh thành và ai cũng ngưỡng mộ trước mối tình ngọt ngào và không kém phần hài hước của cả hai. Đến nay, người hâm mộ đang khá mong ngóng về việc cả hai sẽ sớm báo tin vui và sẽ là một thành viên đặc biệt cho tổ ấm thêm trọn vẹn. Khoe ảnh con trai lớn phỏng phao, Nguyệt Ánh ước có con với chồng Ấn Độ sớm hơn. Giống như lần trước, Nguyệt Ánh chỉ khoe vóc dáng con trai đầu lòng và khéo léo che gương mặt cậu bé. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Nguyệt Ánh bất ngờ khoe ảnh ôm con trai mới sinh vào lòng. Kèm theo đó, nữ diễn viên Cổng Mặt Trời còn chia sẻ dòng trạng thái ngọt ngào, gửi đến quý tử đầu lòng. Cô hạnh phúc viết: "Thức dậy, thấy chàng nằm kề bên, ôm chàng hung, ôm chàng hít, thiệt là đã gì đâu, biết vậy có chàng sớm hơn." Nguyệt Ánh khoe khoảnh khắc hạnh phúc khi được ôm con vào lòng. Chia sẻ đầy tình cảm của Nguyệt Ánh, nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người. Dù chỉ khoe ảnh sau lưng, nhưng có thể thấy cậu bé đã lớn hơn hình ảnh được tiết lộ cách đây gần 2 tháng khá nhiều. Nữ diễn viên khéo léo che gương mặt của con. Ngoài những lời khen dành cho em bé vì bụ bẫm đáng yêu, nhiều cư dân mạng còn suýt xoa vì sự rạng rỡ và thon gọn của mẹ bỉm sữa Nguyệt Ánh sau hơn 3 tháng sinh con. Ngoài những lời chúc mừng, bạn bè còn hài hước khuyên Nguyệt Ánh sinh thêm con, biết vậy chắc phải kiếm thêm chục đứa. Năm 2017, Nguyệt Ánh bất ngờ kết hôn với ông xã người Ấn Độ sau thời gian dài tìm hiểu. Từ khi kết hôn, cô được chồng ngoại quốc yêu thương và chăm sóc hết lòng. Trên trang cá nhân, bà mẹ một con cũng không ngại chia sẻ hình ảnh cùng ông xã đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Đặc biệt, dù lấy chồng nước ngoài, nhưng nữ diễn viên Cổng Mặt Trời vẫn sống và làm việc tại Việt Nam. Sau sinh, Nguyệt Ánh trở nên kín tiếng hơn, cô hiếm khi đăng ảnh chồng con lên mạng xã hội. Nguyệt Ánh hạnh phúc khi cùng chồng đi du lịch nhiều nơi. Hôn lễ lãng mạn trước biển của nữ diễn viên và chồng Ấn Độ năm 2017. Sinh con xong, Nguyệt Ánh nhanh chóng lấy lại vóc dáng và gương mặt xinh đẹp. Vẻ ngoài ngày càng rạng rỡ, cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên rất hạnh phúc và êm ấm. Đây chính là hoa hậu mức duy nhất Việt Nam, đám cưới nào cũng làm phù dâu mà mãi vẫn chưa chịu cưới. Nàng hậu này sắp chạm mốc kiên kỵ khi làm phù dâu, người hâm mộ đang khá lo lắng. Mới đây, hoa hậu Ngọc Hân đăng ảnh đi dự lễ ăn hỏi của á hậu Thanh Tú khiến nhiều người bất ngờ. Trong ngày vui của đàn em, Ngọc Hân chọn một chiếc áo dài màu hồng pastel, trang điểm tươi tắn. Nhiều người nghĩ rằng hoa hậu Việt Nam 2010 chính là phù dâu của Thanh Tú. Tuy vậy, phù dâu của Thanh Tú lại là chính cô gái không phải là người nổi tiếng và tất nhiên trong đó không có Ngọc Hân. Nhiều người đã thở phào vì điều này bởi Ngọc Hân có lẽ là một trong những hoa hậu bê tráp nhiều nhất. Tính tới thời điểm hiện tại thì đã có ít nhất 6 lần cô làm điều này. Lý do mà nhiều người lo lắng cho Ngọc Hân bởi bê tráp luôn được xem là bén duyên. Chính vì vậy mà làm phù dông khiến nhiều cô bị mất duyên, không dễ tìm được tình yêu, khó lập gia đình, nhất là chạm đến con số 7 lần. Tuy nhiên đây chỉ là quan niệm không có căn cứ và chưa được kiểm chứng. Ngọc Hân vẫn rất vui vẻ làm phù dâu cho các đàn em và ai cũng hy vọng cô sớm tìm được một nửa của mình. Ngọc Hân tươi tắn trong lễ ăn hỏi của á hậu Thanh Tú vào vừa qua. Cô cũng chính là người đã thiết kế áo dài cho đàn em. Trước đây Ngọc Hân cũng làm phù dâu cho á hậu Tú Anh, gam màu áo dài cô chọn cũng là hồng pastel.
Ngọc hơn thân với hầu hết các hoa hậu Á hậu Việt Nam nên đám cưới nào cô cũng góp mặt. Ngọc Hân tươi tắn hỗ trợ Tú Anh hết mình. Ở đám cưới của MC Thời Tiết Mai Ngọc, Ngọc Hân cũng xí một chân đỡ tráp. Cô thay khá nhiều trang phục trong ngày vui của Mai Ngọc. Ngọc Hân là người nổi tiếng duy nhất làm phù dâu cho Mai Ngọc. Trong đám cưới của đàn em Đặng Thu Thảo, Ngọc Hân cũng được giao trọng trách này. Lúc nào cũng thấy Ngọc Hân tươi tắn hết mình, tươi cười với đàn em. Bắt được hoa cưới của Thu Thảo, Ngọc Hân cười tít mắt. Còn đây là hình ảnh của cô trong lễ ăn hỏi của top 5 Hoa hậu Việt Nam 2010 Thu Hà. Ngọc Hân mặc áo dài đỏ nổi bật, cao hơn cả cô dâu. Ngọc Hân cũng từng làm phù dâu cho người mẫu Thúy Hương, bộ ảnh này được thực hiện ở Pháp. Ngọc Hân đúng là chịu khó làm phù dâu nhất trong dàn hoa hậu. Còn đây là khoảnh khắc cô làm phù dâu cho một người bạn, đứng bên cạnh là chiếm sóng của cô dâu luôn. Nhiệt tình làm phù dâu, nhiều người hy vọng Ngọc Hân sớm tìm được một nửa và làm cô dâu trong thời gian gần nhất. Hàng loạt sau việc phản ứng trước vụ Phan Ngọc Luân ngủ chung giường quá giới hạn với Mr. Đàm. Những người đồng nghiệp thân thiết của Đàm Vĩnh Hưng đều đồng tình với cách xử lý scandal của nam ca sĩ này. Vừa qua ngày 21 tháng 11, Phan Ngọc Luân gây bất ngờ khi công khai chia sẻ về mối quan hệ tình cảm với nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Theo lời của Phan Ngọc Luân, hai người đã nắm tay hôn nhau và hòa chung thể xác. Thế nhưng ngay sau đó, Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng vạch mặt Phan Ngọc Luân với những bằng chứng rõ ràng về việc mình bị học trò lợi dụng tên tuổi để PR cho sản phẩm mới. Tuy nhiên, khác với cách phản pháo nóng nảy thường thấy của Đàm Vĩnh Hưng, lần này anh cư xử hết sức bình tĩnh và nhẹ nhàng. Theo lời Đàm Vĩnh Hưng, dù thế nào Phan Ngọc Luân vẫn là học trò của anh và sai thì cần phải được giáo huấn cẩn thận. Cách hành xử của Đàm Vĩnh Hưng nhận được rất nhiều sự đồng tình của các nghệ sĩ trong giới showbiz. Đa phần ý kiến đều trách Phan Ngọc Luân vì cái lời trước mắt mà đánh mất danh dự của chính bản thân và gây ảnh hưởng đến ân nhân từng nhiều lần giúp đỡ mình. Thanh Thảo, không tỉnh táo sẽ đào mộ cho mình. Là một người có thâm niên hoạt động trong giới showbiz, Thanh Thảo cũng từng trải qua những biến cố giống như Đàm Vĩnh Hưng. Vì vậy, cô gửi lời chia sẻ tới đàn anh, đồng thời cũng nhắn nhủ tới những người nghệ sĩ trẻ đang chập chững bước vào nghề. Em có hiểu tâm trạng này của anh, mình hết lòng với học trò để một ngày bị những phát ngôn thiếu hiểu biết do người khác giật dây nhưng hại cả thầy và trò. Các em nó còn non nớt để hiểu trên đường đời nghệ thuật còn lắm hố sâu, không tỉnh táo sẽ tự đào mộ cho mình mà thôi. Chia sẻ cùng anh Đàm Vĩnh Hưng, sóng gió này cũng chỉ là một cơn sóng nhỏ mà thôi, Thanh Thảo viết. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, vì phút u mê để đánh mất nhiều thứ em ấy đã có. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng có cái nhìn tương tự về sự việc này. Theo lời Nguyễn Văn Chung, anh không bao giờ đồng tình với kiểu bia đó và thấy tiếc cho Phan Ngọc Luân vì trong phút nóng vội, háo thắng u mê đã đánh mất nhiều thứ bản thân mình đang có. Ca sĩ Phan Anh biết tính Phan Ngọc Luân từ lần đầu diễn chung. Phan Anh cho biết, ngay từ lần đầu tiên diễn chung với Phan Ngọc Luân, anh đã biết tính cách của nam ca sĩ này. Cũng may bạn ấy có sư phụ là Đàm Vĩnh Hưng, chứ nếu là người khác thì, Phan Anh kể. Hay cụ mẫu Trang Trần cũng lên tiếng cho biết, tất cả ai trong giới showbiz cũng phải đối mặt với các khao khát được nổi tiếng, nên dễ bất chấp làm mọi thứ để đạt được mục đích. Áp lực người nổi tiếng, khát khao tỏa sáng kinh khủng, ai đã nổi tiếng càng khát khao nó mạnh, còn tôi đầy tai tiếng nên tôi sợ, Trang Trần viết. Bên cạnh đó, ca sĩ Vũ Hà, nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Hà Linh cũng gửi những lời bình luận bày tỏ quan điểm của mình về sự việc này và chia sẻ với Đàm Vĩnh Hưng. Rất nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự đồng cảm với Đàm Vĩnh Hưng. Về phía Phan Ngọc Luân, trước làn sóng chỉ trích mạnh mẽ đến từ chính đồng nghiệp và dư luận, anh đã chính thức lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân. Luân mong mọi chuyện kết thúc ở đây, Luân sợ lắm rồi, không dám làm lố chuyện nào nữa hết, Phan Ngọc Luân nói. Phan Ngọc Luân tiết lộ đã có bạn gái lớn tuổi nhưng vẫn ngủ với Đàm Vĩnh Hưng, giới tính có lệch lạc quá không? Nam ca sĩ thừa nhận đang quen bạn gái lớn tuổi hơn mình nhưng vẫn luôn nghĩ đến người thầy Đàm Vĩnh Hưng. Dư luận đang rất quan tâm đến Phan Ngọc Luân khi anh công khai chuyện tình cảm của mình với Đàm Vĩnh Hưng trong một chương trình talk show được livestream trên mạng xã hội. Theo đó anh nói rằng sau thời gian làm việc chung thì anh lại nảy sinh tình cảm với ông Hoàng Nhạc Việt, thậm chí còn ngủ chung phòng với nhau. Ngay sau tiết lộ này, khán giả căm phẫn vì cho rằng Phan Ngọc Luân đang chơi không đẹp, bất chấp tình thầy trò giữa hơi Đàm Vĩnh Hưng để PR tên tuổi cũng như sản phẩm âm nhạc của mình. Sau Dương Triệu Vũ lên tiếng chỉ trích, thì Ngọc Thanh Tâm cũng có một chia sẻ dài dành cho Phan Ngọc Luân. Hơn ai hết, người liên quan trực tiếp trong câu chuyện này là Đàm Vĩnh Hưng cũng đã chính thức lên tiếng, cũng như công bố tin nhắn của Phan Ngọc Luân. Thay vì tức giận, Đàm Vĩnh Hưng lại tỏ ra bình thản và cũng muốn dạy dỗ lại học trò.
trò hư tại thầy, anh mong Phan Ngọc Luân nên chọn con đường chính đáng hơn để nổi tiếng, thay vì dùng những chiêu trò rẻ tiền như thế này. Tuy nhiên, ít người biết rằng Phan Ngọc Luân đang có đang quen một người bạn gái lớn tuổi. Theo như anh tiết lộ thì người bạn gái này khá thành đạt và rất yêu thương anh. Tôi thừa nhận hiện tại đang tìm hiểu một người con gái. Người này thành đạt và lớn tuổi hơn tôi. Khi bận thì thôi, chứ mỗi lần rảnh, người đó thường đưa tôi đi diễn. Tôi đứng trên sân khấu hát, còn người này ngồi trong xe đợi. Tình cảm của chúng tôi lớn dần xuất phát từ sự cảm thông, thấu hiểu, chứ không phải ngọt ngào như lứa tuổi ô mai. Phan Ngọc Luân còn cho biết thêm rằng, yêu người này anh như được bù đắp lại khoảng thời gian trước khi bị Đàm Vĩnh Hưng bỏ bê. Anh Hưng bỏ bê tôi bao nhiêu thì người này bù đắp lại bấy nhiêu. Phan Ngọc Luân từng hợp tác với Võ Hạ Trâm trong một số sản phẩm âm nhạc. Đặc biệt, Phan Ngọc Luân còn bộc bạch rằng mình yêu thích người lớn tuổi hơn vì họ có kinh nghiệm sống và anh cảm thấy được che chở. Tôi rất thích yêu người lớn tuổi hơn mình vì họ có kinh nghiệm sống, tôi cảm thấy được che chở, ấm áp. Yêu người này giống như cảm giác với anh Hưng vậy đó. Người ta bảo tôi rằng giống phi công trẻ lái máy bay bà già. Từ phi công rất dễ thương, bây giờ lái máy bay bà già và làm phi công là xu hướng mà. Lái máy bay hay không thì người lái là tôi phải hạnh phúc chứ. Nếu không hạnh phúc thì trở thành phi công làm gì? Nói về người phụ nữ này, Phan Ngọc Luân dành nhiều mỹ từ. Anh chia sẻ người con gái ấy không quá đẹp nhưng lại rất đẹp trong mắt anh. Họ quen nhau sau một lần người kia mời anh đi ăn tối. Anh thích cô gái này vì luôn thoải mái cho anh sự tự do. Phan Ngọc Luân còn nói lời xin lỗi người phụ nữ này vì trót lỡ có tình cảm với Đàm Vĩnh Hưng. Anh còn mong người ấy biết chuyện sẽ thông cảm cho mình. Thật sự mà nói, trái tim của Phan Ngọc Luân đang có một phần thuộc về anh Đàm Vĩnh Hưng, chứ không phải chỉ dành cho người này. Hiện danh tính người phụ nữ này là ai vẫn đang là dấu chấm hỏi.